Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 44. Hãy tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n. Đấy. Thì để hiểu được cái yêu cầu bài tập này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Ở đây mình cho n bằng 1350. Đấy. Và thì đó thì mình sẽ tính được cái tích của chữ số lẻ là sẽ bằng 1 nhân 3 nhân 5 bằng 15, đúng không ạ? Thì 135 là những cái số chữ số lẻ của cái số n này, 1 này, 3 và 5, đúng không ạ? Rồi, thì thuật toán của tôi để giải bài tập này là các bạn cần phải tích xuất từng cái chữ số của cái số n này ra, sau đó kiểm tra xem nó có phải là số lẻ hay không. Đấy, nếu mà nó là số lẻ thì sau đó sẽ tính cái tích này, sẽ bằng những cái số lẻ đó nhân lại với nhau thì sẽ cho ra cái kết quả. Và để giải chi tiết thì mình sẽ làm ở cái đoạn chương trình sau. Thì đầu tiên mình cũng cần phải khai báo một số cái thư viện cho nó, Etido, Conio và Mat đây. Rồi tiếp tục đến hàm men. Trong hàm men này thì đầu tiên mình khai báo cái biến n này là cái biến số tự nhiên mình nhập vào, nguyên dương thì mình nhập vào đấy. Và tiếp đến là cái khai báo cái tích, tích ban đầu mình khởi tạo cho nó là bằng 1 đấy. Và sau đó sử dụng câu lệnh print và scanf để chúng ta nhập vào cái số n, số nguyên dương n. Sau đó sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái số n này nó bằng 0, đúng không ạ? Thì sẽ gắn cái tích sẽ bằng 0, đúng không ạ? Nếu bằng 0 thì đương nhiên tích nó sẽ bằng 0, đúng không ạ? Và sử dụng một cái vòng lặp while. Trong cái vòng lặp while này thì nó sẽ kiểm tra điều kiện n này nó phải khác 0, đúng không ạ? Nếu khác 0. Và sau đó nó sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như cái số n này nó không chia cho 2 thì nó sẽ thực hiện những cái thao tác sau đây. Đấy. Ở đây mình sẽ giải thích n phần trăm 2 bằng 1 tức là gì? Cái n phần trăm 2 tức là phép chia lấy dư, đúng không ạ? Lấy phần dư đấy. Nếu như mà cái số n này nó chia cho 2 này mà nó dư 1 này, đúng không ạ? Thì rõ ràng nó là một số lẻ, đúng không ạ? Một số mà không chia cho 2 thì đương nhiên nó là số lẻ, đúng không ạ? Và khi đó thì nó sẽ thực hiện cái phép tính tích sẽ bằng tích nhân cho n phần trăm 10. Đấy. Cái n phần trăm 10 này tức là gì? N phần trăm 10 tức là cái số n này nó chia lấy dư cho số 10, đúng không ạ? Thì nó sẽ đưa ra được cái kết quả cái số ở hàng đơn vị. Đấy. Tức là gì? Ở đây mình sẽ ví dụ ở đây n bằng 105, đúng không ạ? Khi lấy số n này chúng ta chia cho 10 thì chúng ta sẽ ra kết quả là bằng 5, đúng không ạ? Bằng 5. Sau kết quả là số 5 này nó sẽ lấy tích xuất ra cái số 5 này đó. Và tiếp tục để lấy cái số 0 thì nó sẽ thực hiện cái câu này n bằng n chia 10. Tức là gì? Tức là nó sẽ lấy cái phần nguyên tiếp theo đây. Đấy. Lấy cái phần nguyên đây, nó sẽ lấy cái số n này, số 105 này nó chia cho 10, đúng không ạ? 105 chia 10 thì sẽ bằng 10, đúng không ạ? 10 dư 5 đấy, thì nó sẽ lấy cái số 10 này đó, nó sẽ lấy cái số 10 này và nó tiếp tục cái câu lệnh if này đấy, nó quay về cái câu lệnh if này và sau đó nó sẽ tính tích này đấy. Thì đó là cái ý nghĩa của cái vòng lặp while này đó. Và sau đó nó sẽ in ra kết quả là chữ số lẻ là phần trăm d và tích. Cái này chính là cái cấu trúc của câu lệnh print. Cái tích này chính là cái biến đổi trị của cái nguyên tích này, kết quả này phần trăm d. Đấy. Thì sau đó sử dụng câu lệnh get để dừng màn hình và trở về return. Rồi mình sẽ chạy cái chương trình này các bạn xem. Rồi và đầu tiên mình sẽ thử với cái ví dụ là n bằng 0. Thì nó đã in ra cái dòng là tích chữ số lẻ là 0, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ in ra thử với một cái ví dụ khác. Ở đây mình sẽ thử dụ với một cái sự ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 đấy ạ. Thì những cái số lẻ của nó là 1, 3, 5. Đấy. Thì tích của nó sẽ là 1 x 3 x 5. Kết quả 15, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng xem kết quả nó có in ra như vậy không ạ? Đấy, thì như các bạn đã thấy thì đây nó đã in ra cái tích các chữ số lẻ là 15, đúng không ạ? Đấy.
Trên đây là cái bài tập giải tính tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.